Xin chào các bạn, lại là Mẹ Tấm đây. Hôm nay thì mình đang có mặt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ nha các bạn. Series ngày hôm nay thì mình sẽ tham quan trung tâm quận nhất Hồ Chí Minh này nè. Mình đi cùng với lại bạn của mình ở quận 1, phường Bến Nghé, thành phố Hồ Chí Minh thì có rất là nhiều điểm thu hút khách du lịch đó các bạn. Đây là điểm tập trung. Đây là nơi mà được mệnh danh là thủ phủ của các địa điểm ăn chơi bậc nhất khu vực quận 1. Do là ở trung tâm thành phố nên là hầu như không khí ở quận 1 lúc nào cũng nhộn nhịp và sôi nổi, thu hút rất là nhiều du khách nước ngoài đến tham quan. Các bạn hãy cùng mình khám phá các địa điểm khu vui chơi ở quận 1 này nhé. Đầu tiên thì mình sẽ đi bộ ở phố Nguyễn Huệ. Thường thì người ta sẽ đi vào buổi chiều tối muộn, khi mà lúc mà có nhiều ánh đèn lung linh mát mẻ. Mình thì mình tiện công việc nên là mình đang đi vào buổi trưa chiều á các bạn. Tí nữa mình tham quan xong cái khu phố đi bộ này rồi thì mình sẽ đến Bạch Đằng, các bạn nhớ theo dõi nha. Giới thiệu với các bạn, đây là tòa nhà Bitexco, tòa tháp 68 tầng biểu tượng của Hồ Chí Minh đó các bạn. Nó có hình giống như là một bông hoa sen và hình dáng của sân trực thăng, chính là cái đĩa phần tròn tròn ra phía ngoài á, nó làm bãi đáp trực thăng đó. Quảng trường phố đi bộ Nguyễn Huệ này á, mình thấy có rất là nhiều cây xanh dọc hai bên quảng trường, rất là mát. Mình đi vào buổi trưa như thế này á, thì sẽ rất là ít người. Mình nghĩ đông nhất á, thì sau khi mà chiều tối nắng tắt á, không khí mát mẻ thì đây là nơi tập trung đông đúc của giới trẻ. Đây là địa điểm khá là lý tưởng để dành cho các bạn trẻ nào mà thích sống ảo, selfie các kiểu. Ở đây mình thấy có rất là nhiều góc sống ảo cực chất nha. Các bạn thấy nè, bên phía tay trái của mình á, mình thấy có rất là nhiều khách sạn 5 sao với mô hình rất là lớn. Ngoài ra thì còn có các nhà hàng. Đây là điểm tập trung ăn uống của những cái vị khách du lịch khi mà đến đây ngồi. Xong cái mình có một cái view hơi cao cao, rồi nhìn xuống sông Sài Gòn rất là thơ mộng. Khi mà mình đi thẳng từ phố đi bộ sang công viên bên Bạch Đằng, đây là điểm vui chơi của người dân và cũng là địa điểm ngắm pháo hoa mỗi dịp Tết đến xuân về các bạn. Tại bến Bạch Đằng đây thì đây là nơi lưu dấu chứng tích lịch sử Sài Gòn các bạn. Những cái chứng tích lịch sử hàng trăm năm phát triển của Sài Gòn đã được nâng cấp nè, chỉnh trang làm nơi khu vui chơi giải trí. Bạch Đằng gắn liền với lịch sử 3 lần đánh thắng quân Nguyên Mông nên là đặt tên cho bến sông Sài Gòn để tưởng nhớ những chiến tích hào hùng của dân quân Đại Việt. Các bạn thấy nè, đây là những hình ảnh của các cô gái mặc chiếc áo dài thật là xinh đẹp đúng không? Chắc là đang chụp ảnh kỷ niệm hay là ảnh ra trường gì đó. Các bạn thấy xung quanh là một nơi khá là lý tưởng cho những đồng chí nào mà có đam mê với chụp ảnh nha. Còn bên đây á, là ga tàu thủy Bạch Đằng. Tại đây các bạn có thể đặt mua vé online hoặc là mua vé trực tiếp. Khu bến cảng có những dịch vụ quán ăn nổi, du lịch đường sông. Ở phía trước này thì cũng có quá nhiều chỗ để mình có thể chụp hình và check in luôn nha các bạn. Phía bên kia thì các bạn có thấy cái cây cầu Thủ Thiêm không? Đó là cây cầu Thủ Thiêm 2 mới được xây dựng xong và khánh thành vào tháng 4 năm 2022 đó các bạn. Cái cây cầu này thì nối từ quận 1 với lại thành phố Thủ Đức. Các bạn thấy ở phía trước mặt mình đó là tượng đài Trần Hưng Đạo nằm ở công trường Mê Linh hình bán nguyệt,
Đây là nơi giao thoa giữa 6 tuyến đường nè. Sau khi mình đi bộ xong cái đoạn này thì giờ mình và cùng với lại bạn của mình đi lấy xe máy và mình sẽ đến điểm tiếp theo. Điểm tiếp theo đó là Bưu điện Sài Gòn nha các bạn. Mình mới được đi mà. Biết ở đây mới là cực thần. Ê đứng này có khi nào có máy ảnh ship luôn cái máy ảnh của mình đi luôn không? Sao mà được, chạy làm sao mà vội được. Nè. Tóc bị che rồi. Đi xuống dưới kia nha. Đi ngược ở bên đường mặt với. Cô đi hồ con rùa chưa? Chưa. Phải chạy lại chở ra hồ con rùa quay. Thật ra cũng không có gì đâu, nhưng mà ra đó chơi cho biết. Kiểu chỗ tập trung của giới trẻ á. Tôi ra ngoài đó cũng không phải không có gì, không có gì hết. Nhưng mà ra ngoài đó ngồi chơi, ăn vặt, ngồi nói chuyện, ngồi cả đêm vậy luôn á. Cũng giống như tôi ở Đà Nẵng á. Ra kiểu như tượng Âu Cơ á, ngồi cả đêm ăn vặt cá viên chiên các kiểu á, ngồi đó vui, ở mát mẻ nữa. Tèn tèn. Và bây giờ mình đang đứng trước cổng bưu điện trung tâm Sài Gòn. Các bạn thấy cái kiến trúc bên ngoài nó có độc đáo không? Kiến trúc này á, là kiến trúc Pháp. Nhìn từ bên ngoài và bên trong bưu điện nổi bật với hệ thống ô cửa nè, mái vòm lớn, đồng thời á, cái màu vàng nhẹ nhàng á. Và chính giữa lại còn có thêm cái chiếc đồng hồ khá là cổ điển, lại tô điểm thêm nét hoài niệm cho nơi đây. Mình sẽ đi vào bên trong. Và hai bên lối vào thì những cái hàng cột sắt màu xanh lá cây thẳng tắp. Đặc biệt là các bạn nhìn ở trên cái mái nè, hình mái vòm tạo cảm giác rất là hoài cổ và rộng lớn cho du khách. Bưu điện vẫn giữ những hòm thư cổ nè, bốt điện thoại và các đồ lưu niệm như là tem hay là thư ngày xưa. Chính giữa trung tâm bưu điện là hình ảnh của Bác Hồ. Vừa có chú bảo vệ bảo mình là trong này không được quay nên là mình sẽ tắt máy quay nhé. Hẹn mọi người ở con đường sắt ngay sau đây ạ. Ê, trời mưa thì sao nhà, chứ tôi không có mưa. Mưa hả? Mưa thì nấp. Tôi quay cái chỗ nhà tôi tức bạch. Tôi thấy hơi rắc rắc rồi đó. Hello. Và bây giờ mình đang đứng ở con đường sách nha các bạn. Cùng mình vào tham quan bên trong cái khu này nha. Bên trong này rất là nhiều sách luôn nha các bạn. Đúng là con đường sách nè. Ở phía bên tay trái mình là những cái nhà sách bày biện rất là nhiều sách. Còn bên tay phải mình là một chuỗi quán cà phê. Các bạn có thể ngồi đọc sách bên trong quán cà phê này. Ở bên trong này thì mở nhạc rất là nhẹ nhàng, rất là yên tĩnh để cho mọi người được đọc sách. Thank you.
không gian riêng cho trẻ đọc sách luôn nha. Đây là khu vui chơi về giao thông mà. Phía sau lưng thì được vẽ rất là đẹp, đọc sách hay. Chỗ này mình có thể chụp một tấm hình gọi là tham quan xong cái khu con đường sách này rồi nha các bạn. Video này đến đây thì nó cũng hơi dài quá nên là mình sẽ hẹn các bạn ở chiếc video lần sau nha. Sau thì mình sẽ đi vòng vòng trong những cái con đường ở quận 1 và ghé hồ con rùa. Các bạn hãy đón xem nhé. Còn bây giờ thì bye bye, chào tạm biệt các bạn nha. Chúc các bạn sức khỏe và nhớ like và đăng ký kênh giúp mình nhé. Giờ thì bye bye.